Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay thầy hướng dẫn các em bài tính đơn điệu của hàm số. Đây là nội dung nằm trong câu hỏi phụ khảo sát hàm số và thường được ra trong các kỳ thi. Thế để làm được cái bài toán này thì trước tiên các em ghi cho thầy phần lý thuyết. Lý thuyết thứ nhất, các bước xét tính đơn điệu của hàm số. Các bước xét tính đơn điệu của hàm số. Bước thứ nhất, tìm tập xác định của hàm số. Được chưa các em? Rồi, bước 2, tính y phải. Tính y phải. Bước số 3, tìm các giá trị x làm cho y phải bằng 0 hoặc y phải không tồn tại, mà người ta gọi là các điểm tới hạn của hàm số. Bước cuối cùng, lập bảng xét dấu của y phải. Lập bảng xét dấu của y phải. Từ bảng xét dấu của y phải, các em suy ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến. Những giá trị x nào làm cho y phải dương thì hàm số đồng biến trên đó. Những giá trị x nào làm cho y phải âm thì hàm số nghịch biến trên đó. Thì câu hỏi đặt ra, với những bài toán có chứa tham số thì chúng ta sử dụng lý thuyết nào để làm nó? Thì các em ghi cho thầy phần chú ý. Chú ý thứ nhất, tam thức bậc 2 AX bình cộng BX cộng C lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Khi và chỉ khi xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp đặc biệt đó là A bằng B bằng 0, C lớn hơn hoặc bằng 0. C lớn bằng 0. Được chưa? Trường hợp số 2, A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn bằng 0. Các em có thể dùng delta phải tùy theo từng bài toán. Được chưa? Rồi, sang chú ý số 2. AX bình cộng BX cộng C nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Khi và chỉ khi cũng xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp đặc biệt, A bằng B bằng 0, C nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trường hợp số 2, A nhỏ hơn 0, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Các em cũng có thể dùng delta phải tùy theo bài toán. Được chưa? Chú ý số 3, Fx lớn hơn hoặc bằng m với mọi x thuộc d. Khi và chỉ khi, min của fx khi x thuộc d lớn hơn bằng m. Được chưa? Rồi. Chú ý thứ tư. Fx nhỏ hơn hoặc bằng m với mọi x thuộc d nhỏ bằng m với mọi x thuộc d khi và chỉ khi max của fx x thuộc d nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ bằng m. Vậy là thầy cung cấp cho các em 4 chú ý để các em làm các bài toán có chứa tham số. Bây giờ thầy cho mình cùng vào một số ví dụ để chứng minh cái điều này. Các em ghi ví dụ thứ nhất, xét tính đơn điệu của hàm số y bằng trừ 1 phần 4 x mũ 4 cộng với 2 x bình trừ 1. Các em nhắc nhanh cho thầy. Các em quan sát, với ví dụ thứ nhất này, thầy chỉ cần sử dụng các bước giải trong phần lý thuyết là thầy được kết quả. Đúng không các em? Vậy thầy có lời giải sao? Thứ nhất, tập xác định d bằng r. Được chưa các em? Hàm này chúng ta không có mẫu, không có căn. Vậy chúng ta có d bằng r để tập xác định nó. Wow. Rồi, cái thứ hai, ta có y phải bằng đó à, trừ x mũ 3 cộng 4x. Từ đây thầy suy ra
y phẩy bằng 0 tương đương với trừ x mũ 3 cộng 4x bằng 0, đúng không? Trừ x mũ 3 cộng 4x bằng 0. Để giải phương trình này thì nhóm ra để có x trừ x bình cộng 4 bằng 0. Hay chưa? Và thầy có hai nghiệm ngay. X bằng 0, x bằng cộng trừ 2. Đúng không các em? Rồi, bây giờ thầy lập bảng xét dấu của y phẩy. Bảng xét dấu của y phẩy. Bảng xét dấu của y phẩy. Các em kẻ cho thầy hai dòng. Trừ vô cùng đến dương vô cùng. Được chưa? Sắp xếp các nghiệm theo chiều tăng dần. Mình có trừ 2, 0, 2. Đây là bảng nghiệm. Được. Đúng rồi các em. Để xét dấu, các em quan sát hệ số A của biểu thức y phẩy là bằng trừ 1. Đúng không? Hệ số A bằng trừ 1. Các nghiệm này đều là nghiệm đơn. Vậy thầy có khoảng ngoài cùng mang dấu hệ số A âm và đang dấu đi qua các nghiệm. Đúng không? Thầy có dương, âm, dương. Được chưa? Vậy từ đây thầy kết luận hàm số đồng biến trên cái khoảng như sau. Các em quan sát vào dấu của y phẩy có hai khoảng dương, đúng không? Vậy thì cái loại hàm số đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2 và từ 0 đến 2. Và từ 0 đến 2. Được chưa? Y phẩy có hai khoảng âm. Vậy thì cái loại hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ 2 đến 0 và từ 2 đến dương vô cùng. Và từ 2 đến dương vô cùng. Vậy là thầy đã giải xong ví dụ số 1. Với ví dụ số 1 này, chỉ để chúng ta làm quen với các bước của bài toán xác xét cái tính đơn liệu của hàm số. Đúng không? Thế bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo phức tạp hơn rất nhiều. Thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ số 2. Cho hàm số y bằng trừ 1 phần 3 x mũ 3 cộng 2x bình cộng với 2m cộng 1 nhân x trừ đi 3m cộng 2. Tìm m để hàm số nghịch biến trên r. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em quan sát vào ví dụ số 2. Đề bài yêu cầu tìm m để hàm số nghịch biến trên r. Vậy như thầy đã nói ngay từ đầu, đúng không? Để biết một hàm số đồng biến hay nghịch biến thì trước tiên chúng ta phải đi tính y phẩy, đúng không các em? Vậy thầy có lời giải sau. Dạ. Ta có y phẩy bằng trừ x bình cộng 4x cộng 2m cộng 1. Được chưa các em? Bây giờ thầy lý luận một câu. Để hàm số nghịch biến trên r khi và chỉ khi y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Y phẩy nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc r. Được chưa các em? Rồi, điều này tương đương với trừ x bình cộng 4x cộng 2m cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. Đúng không? Thế các em nhìn quan sát cho thầy. Vế bên trái của chúng ta chính là tam thức bậc hai. Vậy sử dụng cái chú ý của thầy. Đúng không? Chúng ta có ngay điều kiện tương đương với vì a của chúng ta bằng trừ 1 nên không xảy ra trường hợp đặc biệt. Đúng không? Rồi chỉ còn trường hợp số 2 thôi. Đó là a nhỏ hơn 0 delta, các em có thể dùng delta phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Hệ số b của chúng ta bằng 4, do đó chúng ta nên dùng delta phải. Còn nếu không các em dùng delta vẫn đúng nha, vẫn đúng nha. Vậy thầy có tương đương vậy. A bằng trừ 1 nhỏ hơn 0 thì luôn đúng.
Được chưa? Rồi, delta phẩy của chúng ta 2 bình trừ đi trừ 1 nhân với 2m cộng 1 nhỏ bằng 0. Các em nhớ cho thầy công thức delta phẩy nhé. Bằng B phẩy bình trừ đi AC. A ở đây chúng ta bằng trừ 1, C của chúng ta bằng 2m cộng 1. Được chưa? Thì có này, luôn đúng, bỏ qua. Vậy đến đây thì có 4 cộng với 2m cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0, bằng 0. Được chưa? Tương đương với 2m cộng 5 nhỏ bằng 0. Đây là bất phương trình bậc nhất, đúng không? Chắc các bạn giải được hết, đúng không? Vậy thì có tương đương m nhỏ bằng trừ 5 phần 2. Được chưa? Và đây cũng chính là cái kết quả cuối cùng của bài toán. Được chưa các em? Rồi, vậy qua cái bài toán thứ nhất này, các em thấy rằng gì? À, với những cái bài toán có chứa tham số, thì chúng ta sẽ phải sử dụng tất cả những cái chú ý của thầy để làm bài toán đó. Được chưa? À, bây giờ thì cho mình chuyển sang một cái bài toán là chính là một cái đề thi đại học, nó khó hơn. Các em chuyển sang ví dụ 3. Đây là đề thi đại học khối A năm 2013. Cho hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng 3mx trừ 1. Câu A, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 0. Câu này chúng ta sẽ làm sao? Câu B, tìm m để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Bây giờ các em nhắc nhanh cho thầy câu B. Thầy cho các em 5 phút. Các em xong chưa? Với câu hỏi B này, đúng không? Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. À, vậy là cái ví dụ số 3 của chúng ta khó hơn ví dụ số 2. Nếu ví dụ số 2 chúng ta tìm điều kiện để nó nghịch biến trên R, thì chỗ này chúng ta phải tìm điều kiện để nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng thôi, đúng không các em? À, nhưng các em đã biết rằng gì? Một hàm số đồng biến hay nghịch biến là phụ thuộc vào dấu của y phẩy. Vậy trước tiên thầy sẽ đi tìm y phẩy, đúng không? Thầy có lời giải sau. Ta có y phẩy bằng y phẩy tính đạo hàm thì được trừ 3x bình cộng 6x cộng 3m. Được chưa các em? Bây giờ thầy lý luận một câu. Để hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng khi và chỉ khi y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Y phẩy nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đúng không nghe? Rồi, điều này tương đương với cái gì? Trừ 3x bình cộng 6x cộng 3m nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Thì chia cả hai vế cho 3 thì được, tương đương với trừ x bình cộng 2x, đúng không? Cộng m nhỏ hơn bằng 0 với mọi x khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Thầy chuyển vế thì được, tương đương với m nhỏ hơn hoặc bằng x bình trừ 2x với mọi x dương vô cùng. Bây giờ thầy lại sử dụng cái chú ý trong của thầy, đúng không? Chứ phải lý thuyết. Rồi, bây giờ thầy đặt fx bằng x bình trừ 2x. Thầy tính đạo hàm, đúng không? Rồi lập bảng biến thiên. Như chúng ta cũng có thể nhìn thấy fx của chúng ta là một biểu thức bậc 2. Vậy ngay từ lớp 10 rồi các em học được bảng biến thiên của một hàm số bậc 2. Các em có rồi, đúng không? A ở đây chúng ta bằng 1 dương. Vậy thầy có bảng biến thiên của fx. X, fx. X, fx. Đúng không? Trừ b trên 2a của chúng ta, giá trị này bằng 1. Chỉ 1. X của chúng ta chỉ xét từ 0 đến dương vô cùng. Bây giờ các em. Rồi, tại mình sẽ có vì a của chúng ta
lớn hơn 1 nhưng thì có. Đấy là giá trị này bằng dư hồi cùng. Thay không vào thì có đề không. 1 vào chúng ta có bằng trừ 1. Trừ 1. Được chưa? Rồi, nhìn trên cái bảng biến thế này thì suy ra giá trị nhỏ nhất min của fx của chúng ta bằng trừ 1. Vậy là gì? Thì ký hiệu đây là 1 đi. Đúng không? Vậy để một xảy ra thì tương đương với m sẽ làm sao? Đúng rồi, m sẽ phải gì? Nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Phải chưa các em? Rồi, vậy thì có. Vậy. Để hàm số nghịch biến trên cái khoảng trên 0 đến dư một cùng suy ra tương đương với m của chúng ta phải nhỏ trừ 1, nhỏ hơn min của biểu thức fx và nhỏ bằng trừ 1. Và đây cũng là cái kết quả cuối cùng của bài toán. Được chưa các em? Nhưng có một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Với bài toán này thì rút được m sang một bên và một bên là biểu x, đúng không? Là biểu thức x. À, đó chính là cái bất phương trình 1 này. Nhưng câu hỏi đặt ra là gì? Nếu chúng ta không rút được giá trị m ra thì chúng ta có làm được bài toán này không? Hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ các em quan sát vào cách giải số 2 của thầy để các em thấy được cái điều này. Và đây cũng là cái cách giải tổng quát cho cái bài toán kiểu dạng như cái ví dụ số 3 này. Để các em quan sát nhé. Với cách giải số 2 này, trước tiên thầy cũng đi tính y phải. Ta có y phải bằng bình cộng 6x cộng 3m. Được chưa các em? Đề bài của chúng ta yêu cầu là tìm m để hàm số của chúng ta nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dư vô cùng. Vậy thầy sẽ tách thành hai trường hợp. Trường hợp trước tiên thầy xét trường hợp mà y phẩy của chúng ta nghịch biến trên r. Đã nghịch biến trên r thì hiển nhiên nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dư vô, đúng không các em? Vậy thầy xét trường hợp thứ nhất. Xét trường hợp 1. Hàm số nghịch biến trên r, biến trên r. Điều này tương đương với y phải nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc r, bằng 0 với mọi x thuộc r. Phải chưa? Rồi, thế y phải của chúng ta cái gì? Tương đương với trừ 3x bình cộng 6x cộng 3m nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. X thuộc r. Thì chia cả hai vế cho 3 thì được. Trừ x bình cộng với 2x cộng m nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc r. X thuộc r. Các em quan sát vế trái của chúng ta chính là tam thức bậc hai. Đúng rồi. Vậy thì còn tương đương với a bằng trừ 1 nên không xảy ra trường hợp đặc biệt. Đúng không? Chỉ còn a nhỏ hơn 0, delta nhỏ hơn bằng 0. Các em có thể dùng delta phải. Được chưa? Vì hệ số b của chúng ta bằng 2, chúng ta dùng delta phải. Điều này tương đương với được được vào trừ 1 nhỏ hơn 0, trừ 1 nhỏ hơn 0, cái này luôn đúng. Được chưa? Rồi, thế còn delta phải của chúng ta, delta phải bằng 1 bình, đúng không? Cộng với bằng nhỏ hơn bằng 0. Delta phải bằng b phải bình trừ đi ac. A của chúng ta bằng trừ 1 và C của chúng ta bằng B phẩy của chúng ta bằng 1. Được chưa các em? Và thầy có ngay tương đương với M sẽ nhỏ hơn bằng trừ 1. Được chưa? Vậy trường hợp thứ nhất thì tìm được là M nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Bây giờ thầy xét trường hợp thứ hai. Đó là Y phẩy của chúng ta có hai nghĩa X1, X2. Xét trường hợp 2. Trường hợp 2 y phải có hai nghĩa phân biệt x1, x2. Và thầy giả sử là x1 nhỏ hơn x2. Giả sử x1 nhỏ hơn x2. Được chưa? Thế điều kiện để có hai nghĩa là gì? Tương đương với a khác 0, delta lớn 0. Và đây chúng ta cũng dùng delta phải.
đi trước các em. Rồi vậy thầy có, thầy có trừ một khác không? Luôn đúng. Đấy à? Rồi đem ta phải, các em tính bên trên rồi, chính là một cộng m lớn hơn không và tương đương với m lớn hơn trừ một. M lớn trừ một. Khi đó thầy có cái bảng xét dấu của y phải, bảng xét dấu y phải như sau: x y phải trừ vô cùng đến dương vô cùng, đúng không? Và chúng ta có x1, x2 ở đây, x1, x2, hai nghĩa. Bây giờ thầy cho mình cùng xét dấu y phải, thì chúng ta phải quan sát vào biểu thức y phải. Y phải của chúng ta, y phải của chúng ta, à, hệ số a của chúng ta bằng trừ 3. Vậy trong trái ngoài cùng, đúng không các em? Vậy thì có dương. Đấy chưa? Rồi. Vậy là chúng ta sẽ có hai khoảng kịch biến. Trừ vô cùng đến x1 và từ x2 đến dương vô cùng. Nhưng đề yêu cầu chúng ta là tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. 0 đến dương vô cùng rồi. Phải chưa? Vậy từ đây thầy suy ra, à, chúng ta có cái điều kiện, thấy chưa? Đó là x1 nhỏ hơn x2 và nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa các em? Rồi, điều này tương đương với, cái điều kiện đó là S hay chính là x1 cộng x2 làm sao? Nhỏ hơn 0. Rồi, P trên x1 nhân x2 gì? À, lớn hơn hoặc bằng 0. Lớn hơn bằng 0. Đấy à? Bây giờ thầy chỉ cần tính S và tổng là tích là P, đúng không? Rồi, chúng ta có S x1 cộng x2 đấy bằng, theo hệ thức VS chúng ta bằng bao nhiêu? Trừ B chia cho 2A, đúng không? Và trong kết quả của bài toán chúng ta bằng 2. Cái này nhỏ hơn 0, vô lý. Được chưa? Vô lý. P của chúng ta bằng C trên A, chính là 3M trên trừ 3, đúng không? Rồi, lớn bằng 0. Nhưng do trong hệ phương trình mà có một phương trình vô lý thì suy ra hệ này vô nghiệm, hay nói khác là không xảy ra trường hợp này. Đấy, không xảy ra trường hợp này. Vậy là kết quả cuối cùng của bài toán là m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Chỉ xảy ra trường hợp 1 thôi, không thể xảy ra được trường hợp 2. Vậy, các em quan sát cái cách giải số 2 này. Chúng ta thấy rằng gì? À, chúng ta làm cho một lớp các bài toán nó tổng quát hơn khi chúng ta không rút được m ra, đúng không? Tuy cách giải số 2 dài, nhưng chúng ta có thể làm được những cái bài toán nó tổng quát. À, bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Các em ghi ví dụ số 4. Cho hàm số y bằng x mũ 3 cộng 3x bình cộng mấy cộng m. Câu A, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 3. Câu này các em về nhà làm sao? Bây giờ trên lớp các em tập trung vào câu B. Tìm m để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 1. Các em nhắc nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Nếu chúng ta đọc cả một câu B này thì câu hỏi rất khó, đúng không các em? Bây giờ thầy sẽ tách cái câu hỏi B này thành hai ý hỏi. Ý hỏi thứ nhất đó là thầy tìm điều kiện để hàm số nghịch biến trên một đoạn trước. Được chưa? Ý hỏi số 2 đó là thầy tìm điều kiện để cái đoạn đó có độ dài bằng 1. Phải chưa các em? Vậy thì với cái ý hỏi thứ nhất, để hàm số nghịch biến trên một đoạn, được không? Thì chúng ta phải, y phải chúng ta phải có hai nghiệm phân biệt. Đúng không các em? Vậy bây giờ thầy tính y phải, thầy tìm điều kiện để y phải có hai nghiệm phân biệt. Các em quan sát để giải sao. Ta có y phải bằng đạo hàm 3 x bình cộng 6 x cộng m. 3 x bình cộng 6 x cộng m. Được chưa các em? Rồi. Điều kiện để y phải có hai nghiệm phân biệt x1 và x2, và thầy giả sử x1 nhỏ hơn x2 rồi, được chưa? Khi và chỉ khi
y phẩy của chúng ta là một biểu thức bậc hai, đúng không em? Vậy để có hai nhận phân biệt A khác không, delta lớn hơn không, đúng không? Và với bài toán này thì dùng delta phẩy. Đấy, bài toán dùng delta phẩy. Hệ số b của chúng ta bằng 6, phải chưa các em? Vậy thầy có tương đương với A của thầy bằng 3 khác không, luôn đúng. Được chưa? Rồi, delta phẩy của thầy 3. À, 3 bình b phẩy của chúng ta là bằng 3. Vậy 3 bình trừ AC trừ 3M, đúng không? Lớn hơn không? Lớn không? Trừ 3M lớn không? Luôn đúng, bỏ qua. Thầy chỉ cần giải chứa thôi. Thầy có tương đương 9 trừ 3M lớn hơn không? 9 trừ 3M lớn không? À, chuyển 3M về, ta được 3M nhỏ hơn 9 hay tương đương với M nhỏ hơn 3. Vậy là thì có cái điều kiện để cái y phẩy của chúng ta có hai nghiệm phân biệt x1 x2 và x1 nhỏ hơn 2 là M nhỏ hơn 3. Được chưa các em? À, sau khi chúng ta tìm được điều kiện y phẩy có hai nghiệm rồi, phân biệt x1 x2 rồi, bây giờ thì có cái bảng xét dấu của y phẩy như sau. Bảng xét dấu dấu y phẩy được chưa các em? Rồi, tại đây chúng ta hai nghiệm không. Hệ số A của y phẩy bằng 3 là số dương. Vậy chúng ta có trong trái ngoài cùng. Dương. Từ cái bảng xét dấu của y phẩy này thì suy ra hàm số của chúng ta sẽ nghịch biến trên khoảng từ x1 đến x2. Nhưng theo điều kiện bài ra đó là cái gì? Khoảng này có độ dài bằng 1, đúng không? Vậy thì có theo giả thiết. Theo giả thiết ta có x2 trừ x1 là bằng 1. Được chưa? Đã nói đến nghiệm x1, x2 là chúng ta sẽ liên quan đến hệ thức VS rồi, đúng không? Thế nhưng đây là dấu trừ nên chúng ta chưa dùng được ngay. Thế để làm mất dấu trừ đi, thầy gì? Bình phương hai vế, sau đó thầy tách vào nhóm. Được không? Thầy sẽ được tương đương với x2 trừ x1 tất cả bình bằng 1. Đúng không các em? Rồi điều này tương đương với x1 bình rồi cộng x2 bình trừ 2 lần x1, x2 bằng 1. Thầy thêm bớt 2x1 x2 vào thì sẽ có ngay tương đương với x1 cộng x2 tất cả bình trừ 4 lần x1 x2 bằng 1. Được chưa? Rồi, thế nhưng x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, x1 nhân x2 bằng c trên a, đúng không? Vậy thầy có tương đương với thay vì s vào, đúng không? Trừ b trên a chính là trừ 6 chia 3 tất cả bình. Rồi, trừ 4 lần x1 nhân x2 bằng c trên a bằng m trên 3. Đúng không các em? Rồi, bằng 1. Bằng 1. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy có tương đương với trừ 2 tất cả bình bằng 4. Trừ đi 4m trên 3 bằng 1. 4m trên 3 bằng 1. Được chưa? Rồi bây giờ các em chỉ cần quy đồng đi. Đây là phương trình bậc nhất ẩn m rồi. Thầy sẽ giải ra tương đương với m bằng 9/4. M bằng 9/4. Đúng không? 9/4 thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 3 rồi. Vậy thầy kết luận rằng gì? Với m bằng 9/4 thì hàm số của chúng ta nghịch biến trên một cái đoạn có độ dài bằng 1. Và kết quả M bằng 9/4 là kết quả cuối cùng của bài toán. Được chưa các em? Vậy là thầy trò mình đã trải qua 4 ví dụ với những cái giải khác nhau, đúng không? Các em về nhà xem lại toàn bộ tất cả các ví dụ này và làm tất cả các bài tập trong phiếu bài tập đính kèm. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng lần sau.